Chào buổi sáng, chào mừng các nhà đầu tư đến với bản tin tóm tắt thị trường. Trong bản tin ngày hôm nay, chúng tôi sẽ tổng hợp những diễn biến mới nhất của cặp tiền tệ bảng Anh, đô la Mỹ. Sau đây là những chia sẻ đến từ chuyên viên Tuấn Anh của phòng giao dịch chúng tôi. Xin mời Tuấn Anh. Cặp bảng Anh, đô la đã tăng 1% trong phiên gần nhất, chỉ báo SRI đang có tín hiệu trung lập. Cổ phiếu của Nike đã giảm 4,8% trong phiên gần nhất, ARIC đang có dấu hiệu trung lập. Giá vàng đã tăng 1,8% trong phiên gần nhất, ARIC chuyển sang khu vực tích cực. Bitcoin đã giảm 3% trong phiên gần nhất, Stochastic SRI rơi vào khu vực tiêu cực. Cảm ơn Thảo Vy, trưởng phòng phân tích của chúng tôi sẽ cập nhật một số sự kiện kinh tế đáng quan tâm nhất trong ngày hôm nay. Đồng bảng Anh tăng 1,5%. Bảng Anh đã phục hồi so với đồng euro và đô la nhờ sự ổn định trên thị trường toàn cầu. Euro đình trệ. Vào thứ tư tuần trước, chương trình mua tài sản khẩn cấp trị giá 750 tỷ euro của ECB đã không có tác động nhiều đến việc ổn định đồng euro. Netflix cắt giảm dung lượng. Netflix sẽ cắt giảm 25% dung lượng sử dụng trên toàn châu Âu nhằm hỗ trợ các nhà cung cấp dịch vụ Internet khi nhu cầu sử dụng gia tăng. Cảm ơn những chia sẻ của bạn. Tiếp theo là các sự kiện kinh tế chính trong hôm nay. Hoạt động quốc gia của Fed chi nhánh Chicago tại Hoa Kỳ sẽ được phát hành vào lúc 15:30 GMT. Chỉ số giá nhập khẩu của Đức lúc 9:00 GMT. Doanh số bán buôn của Canada lúc 14:30 GMT. Niềm tin của người tiêu dùng khu vực đồng euro lúc 17:00 GMT. Đấu giá hồi phiếu 3 tháng của Hoa Kỳ lúc 17:30 GMT và đấu giá hồi phiếu 6 tháng của Hoa Kỳ lúc 17:30 GMT. Chúng tôi hy vọng rằng bản tin tóm tắt thị trường ngày hôm nay sẽ thật sự giúp ích cho các nhà đầu tư. Thay mặt cho đội ngũ thực hiện chương trình, chúc các nhà đầu tư có một ngày giao dịch hiệu quả và thành công. Đừng bỏ lỡ bản tin vào sáng mai với những tin tức và sự kiện mới nhất từ thị trường tài chính.